Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu sang phú quý, 10 phần vẹn 10. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, được thần tài báo mộng, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, đón Tết 2025 âm lịch, an nhàn giàu sang sung sướng. Không còn khổ ải bất thành, hai tay rộng mở khoa danh tiền tài, tài cao tỏa sáng trên vai, bách niên giai lão lộc tài hanh thông, gia đạo lộc phất chờ mong, chín phần vượng phát cầu vồng giàu sang. Chào mừng quý cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Kỷ Mùi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Kỷ Mùi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Kỷ Mùi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Kỷ Mùi không được dễ dàng làm mấy. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Kỷ Mùi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Kỷ Mùi những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Kỷ Mùi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Kỷ Mùi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Kỷ Mùi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Kỷ Mùi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Kỷ Mùi thay đổi thì thái độ của Kỷ Mùi cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Kỷ Mùi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Kỷ Mùi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Kỷ Mùi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về tới. Nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Lúc tiền vận, người tuổi Mùi có thể sẽ phải chịu đựng sự phiền muộn, vất vả. Trong những năm tháng tuổi trẻ, họ sẽ phải giữ vững tinh thần để đương đầu với vô vàn thử thách trong cuộc sống. Phải đến sau 30 tuổi, sự nghiệp và cuộc sống của những người này mới dần dần ổn định. Từ sau 35 tuổi, họ có cơ hội gặt hái được thành công lớn, phát triển mạnh cả về công việc lẫn tài vận. Nếu làm nhiều việc thiện, họ có thể được hưởng thọ trường và có cuộc sống an nhàn bên con cháu lúc tuổi già. Ôn hòa là đặc điểm tính cách nổi bật ở những người tuổi Mùi,
họ dễ dàng tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh nhờ thái độ hòa nhã, thân thiện. Họ có khả năng kiềm chế tốt nên ít khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực với người khác. Dù có trở thành người quyền cao chức trọng, họ vẫn tỏ ra dễ mến, gần gũi với nhân viên cấp dưới. Càng trưởng thành thì phong thái của họ càng trở nên điềm tĩnh, tao nhã. Người tuổi Mùi luôn nhận được sự săn sóc của những người thân trong gia đình. Chính vì thế, gia đình chính là nơi tiếp thêm cho họ sức mạnh sau mỗi lần vấp ngã. Đối với bạn bè, họ là người nhiệt tình, hào phóng, sẵn sàng ra tay tương trợ mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi này khá cẩn ngôn, họ sẽ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra suy nghĩ của bản thân, bởi lẽ họ không muốn làm người khác cảm thấy buồn phiền vì những hành động vô ý của mình. Kiên nhẫn chính là chìa khóa giúp người tuổi Mùi có được thành công trong sự nghiệp. Họ có sức chịu đựng mạnh mẽ nên vẫn có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực. Nhờ có sự ngoan cường, họ có thể theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong cuộc đời mà không bao giờ tỏ ra chán nản. Tiền bạc không phải là vấn đề đáng lo đối với những người tuổi Mùi, bởi họ thường được quý nhân giúp đỡ trong chuyện tiền bạc. Bản thân tuổi Mùi cũng là người đa tài, biết tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền. Họ biết cách trân trọng và chăm sóc cho bản thân nên sẽ không tiếc tiền khi mua sắm những thứ mình thích. Duyên phận của những người tuổi Mùi với người khác giới không tốt lắm, nguyên nhân là vì họ hay tỏ ra e ngại, rụt rè trong chuyện tình cảm. Nhược điểm này có thể khiến họ bỏ lỡ mất hạnh phúc của đời mình trong tiếc nuối. Chỉ cần họ không tỏ ra nóng vội trong chuyện tình cảm thì họ vẫn có được cuộc sống yên bình, yên ấm sau khi kết hôn. Mọi người đều cảm nhận được sự hiền lành, chất phác của những người tuổi Mùi. Họ sẽ không bao giờ bắt nạt hoặc cáu gắt với bất cứ ai. Với nét mặt hiền từ, khả năng giao tiếp uyển chuyển, những người tuổi này luôn tạo được thiện cảm với người khác. Một điều nhịn là chín điều lành, là tôn chỉ sống của người tuổi Mùi. Vậy nên họ sẽ cố gắng không tạo mâu thuẫn, hiềm khích với người khác, kể cả khi gặp phải chuyện không vừa ý thì họ cũng sẽ không cằn nhằn than thở. Sự chu đáo, tinh tế luôn được thể hiện rõ nét trong cách ứng xử của những người tuổi Mùi. Họ luôn đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông. Họ sẽ cảm thấy hối hận khi làm những điều vô tình gây tổn thương cho mọi người. Vậy nên họ rất hiếm khi phê bình hoặc mắng chửi bất kỳ ai, dù có khó chịu đến mấy họ vẫn lựa lời để bày tỏ quan điểm cá nhân một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, họ cũng là người bao dung, luôn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhờ có chỉ số EQ cao, họ là người được bạn bè quý mến và ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi luôn trân trọng tất cả mối quan hệ mà họ đang có. Họ sẽ ghi nhớ ngày sinh nhật của mọi người và cả những dịp kỷ niệm quan trọng với người yêu. Họ luôn cố gắng giữ gìn liên lạc với bạn bè dù không thường xuyên gặp mặt nữa. Đối với người thân trong gia đình, họ là người hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới. Sự thông minh linh hoạt trong giao tiếp chính là vũ khí lợi hại nhất của người tuổi Mùi. Nhờ ưu thế này, họ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống. Những lời nói ngọt ngào của họ có thể dễ dàng khiến cho người khác mềm lòng. Họ có thể nắm bắt tâm lý của người đối diện chỉ trong chớp mắt, nên sẽ đoán được hành động và lời nói tiếp theo của đối phương. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè trong xã hội. Cuộc sống ổn định, yên bình là điều mà những người tuổi Mùi luôn mơ ước tới. Họ coi đây là động lực để vượt qua những khó khăn trong những ngày tháng gian khổ. Khi còn trẻ, họ vẫn sẵn sàng chịu đựng đắng cay để lo lắng cho cuộc sống trong tương lai. Họ luôn tâm niệm rằng, có công mài sắt có ngày nên kim, sự nỗ lực của họ sẽ được đền đáp bằng cuộc sống an nhàn trong tương lai. Tấm lòng từ bi, lương thiện là một trong những phẩm chất quý giá của người tuổi Mùi. Họ dễ mũi lòng trước những bất hạnh của người khác, nên họ sẽ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Họ không tiếc tiền để quyên góp cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đối với họ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng là một nghĩa cử cao đẹp. Người tuổi Mùi có tâm hồn nghệ sĩ, thích thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa triết lý, nhân văn sâu sắc, với khả năng thấu cảm cao. Họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của từng nét vẽ, nốt nhạc. Nếu được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, họ có thể tạo ra những tác phẩm nổi tiếng. Ngoài ra, những người tuổi này cũng yêu thích cuộc sống tự do, được thoải mái làm những điều mình thích. Nếu bị bắt ép làm việc gì đó, họ sẽ tỏ ra ngang bướng, nóng nảy. Sự nhạy cảm quá mức khiến người tuổi Mùi cảm thấy tổn thương sâu sắc chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Họ thậm chí có thể bị rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng khi bị người khác xúc phạm. Để phục hồi nhanh chóng sau những cú sốc tinh thần, họ cần có người ở bên để an ủi và động viên. Trong những năm tháng tuổi trẻ, người tuổi Mùi thường gặp nhiều nghịch cảnh trên con đường sự nghiệp. Để vượt qua những khó khăn này, họ phải có lòng tin tưởng vào khả năng của bản thân. Vạn sự khởi đầu nan, sau những vất vả họ sẽ được hưởng thành tựu như ý. Người tuổi Mùi không có tham vọng với địa vị và tiền bạc, nên họ có thái độ an phận thủ thường trong sự nghiệp. Họ không thích bon chen để giành giật danh lợi cho bản thân. Họ không hứng thú với những vị trí lãnh đạo, mà chỉ thích trở thành một phần của tập thể. Đối với họ, công việc nhất định phải đúng với đam mê và sở thích.
họ sẽ thường xuyên cảm thấy chán nản, căng thẳng khi phải làm những việc không liên quan đến sở trường của bản thân. Nhờ có óc sáng tạo phong phú và gu thẩm mỹ tinh tế, người tuổi Mùi có thể đạt được thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo đi trước thời đại. Những tác phẩm nghệ thuật của họ không chỉ thu hút được sự quan tâm của công chúng, mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Nếu trở thành nghệ sĩ, họ sẽ dễ dàng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Khả năng giao tiếp uyển chuyển cũng là một trong những ưu điểm giúp người tuổi Mùi đạt được thành công trong sự nghiệp. Dựa theo những điều quan sát được, họ có thể dễ dàng đánh trúng vào tâm lý của đối phương. Họ có thể thuyết phục được những vị khách hàng khó tính nhất chỉ sau vài lời nói. Các ngành nghề như ngoại giao, tư vấn có thể giúp họ phát huy tối đa tài năng giao tiếp của bản thân. Sự khéo tay của người tuổi Mùi có thể khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc. Với đôi bàn tay khéo léo, họ có thể tạo ra những sản phẩm vô cùng đẹp mắt. Ưu điểm này có thể giúp họ kiếm được rất nhiều tiền trong các ngành nghề thủ công, may mặc. Người tuổi Mùi luôn tỏ ra vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. Trước khi bắt đầu vào làm việc, họ sẽ lập ra kế hoạch chi tiết và cố gắng hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể. Trước những vấn đề nan giải, họ sẽ bình tĩnh xem xét tình hình thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án giải quyết. Họ sẽ cố gắng dành thời gian để rà soát lại toàn bộ công việc để tìm ra sai sót. Chính vì thế, kết quả trong công việc của họ luôn có độ chính xác cao. Nhờ đó, họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng vì ngại đối diện trực tiếp với sự cạnh tranh. Những người tuổi Mùi không thích hợp với lĩnh vực kinh doanh, họ khó có thể trụ lại thị trường vì luôn bị các đối thủ chèn ép mà không hề phản kháng. Thêm vào đó, tính thiếu quyết đoán khiến họ thường xuyên đánh mất những cơ hội quý giá. Trong môi trường kinh doanh luôn biến động, doanh nghiệp của họ dễ bị tụt hậu và không còn đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Lòng tốt bụng của những người tuổi Mùi cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng trong công việc. Đôi khi vì quá nhu nhược, họ dễ bị người khác sai khiến mà không hề hay biết. Họ cần phải rèn luyện tính cảnh giác và trở nên mạnh mẽ để có thể nắm phần chủ động trong mọi việc. Những người tuổi Mùi không chịu được áp lực nên không phù hợp với các vị trí quản lý, lãnh đạo. Họ hay làm việc theo cảm tính nên hay đưa ra những quyết định thiên vị khiến nhân viên bất mãn. Họ cũng không có khả năng nhìn xa trông rộng để đưa ra chiến lược phát triển toàn diện cho công ty. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch của người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Kỷ Mùi là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980 dương lịch, cầm tinh con dê. Ý nghĩa của thiên can Kỷ cùng địa chi Mùi là thảo dã chi dương, dê đồng cỏ, tuổi 1979 mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Xét về thiên can và địa chi. Thiên can Kỷ của tuổi tương khắc với thiên can Ất của năm. Ít gặp thiên thời, may mắn đều do mình tự tạo ra, chủ động mọi việc, không cần cầu cạnh bất cứ ai. Địa chi Mùi bình hòa với địa chi Tỵ, vận khí đi vào giai đoạn tích lũy, bình ổn, không có biến động nào quá lớn. Công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm đều duy trì ở mức hài hòa, không có quá nhiều trở lực. Ngũ hành bản mệnh và lưu niên bình hòa, gia đạo hay sức khỏe duy trì tốt, không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nhìn chung, vận trình tử vi 2025 của nam và nữ mạng Kỷ Mùi là tương đối bình ổn, vận trình đi vào giai đoạn bình ổn, tích lũy, công việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, công việc cũng mở rộng thêm, tiền bạc cũng không còn dấu hiệu tụ tán quá bất ổn mà dòng tiền chảy về túi đều đặn. Gia đạo, tình cảm hay sức khỏe cũng được đánh giá tốt trong năm. 1. Sao chiếu mệnh. Chủ nam mạng Kỷ Mùi gặp sao chiếu mệnh Thổ Tú trong năm 2025. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn, Thổ Tú chủ về công danh sự nghiệp. Sao này có thể gây ảnh hưởng đến những người tuổi Mùi có tính cách nóng vội, hiếu thắng. Nếu nam mạng 1979 là người biết tu dưỡng lời nói, làm gì cũng có sự chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm, thì mọi việc sẽ thuận lợi thành công. Đối với nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025, nữ Kỷ Mùi gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao này chủ về vấn đề giấy tờ, kiện tụng. Sao Vân Hớn gây ảnh hưởng tới những nữ tuổi Mùi có tính cách cứng nhắc, nóng nảy. Còn nếu mệnh chủ là người biết và lắng nghe, nhìn nhận vấn đề thấu đáo, thì sẽ có quyết định và hành động sáng suốt. Để giảm bớt tác động của sao Vân Hớn trong năm nay, nữ Kỷ Mùi nên cẩn thận trong vấn đề hợp đồng, hóa đơn chứng từ, làm việc gì cũng cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, thì vận trình sẽ được suôn sẻ. 2. Vận hạn. Người sinh năm 1979 gặp hạn ngũ mộ trong năm 2025, vận hạn này chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc, do đó mệnh chủ trong năm nay nên chú ý giữ gìn tài sản cẩn thận, tránh bị mất mát. Để giảm trừ tác động xấu của hạn ngũ mộ,
Kỷ Mùi Nam Mạng nên quản lý tài chính thật tốt, chi tiêu tiết kiệm. Nếu có ý định đầu tư tiền bạc vào một lĩnh vực mới, cần suy xét tính toán cẩn thận, kiểm tra giấy tờ rõ ràng để không bị nhầm lẫn. Với nữ mạng, mệnh chủ Kỷ Mùi 1979, nữ mạng gặp hạn ngũ mộ trong năm 2025, vận hạn ngũ mộ chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Gặp vận hạn này, nữ mệnh Kỷ Mùi 1979 không nên quá tin người để tránh bị lợi dụng. Nữ mệnh Kỷ Mùi có tính cách nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng mệnh chủ cần giúp người đúng việc để không tổn hại đến bản thân mình và gia đình. Trong năm nay, nữ tuổi Mùi 1979 cũng nên duy trì lối sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để tình hình tài chính được an toàn. 3. Vận niên. Tuổi Kỷ Mùi nam nữ mạng 1979 gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt trong năm Ất Tỵ, có nghĩa là mèo chơi trăng. Vận niên này mang ý nghĩa về sự thảnh thơi, an nhàn. Mệnh chủ nếu biết cân đối giữa công việc và tận hưởng cuộc sống thì sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Trong công việc, mệnh chủ hãy làm việc theo kế hoạch đề ra, chậm mà chắc. Tuy sự nghiệp không có những bước phát triển nhảy vọt, nhưng lúc này sự ổn định về kinh tế sẽ làm nên tâm lý biết đủ là đủ, giúp Kỷ Mùi hài lòng với những gì mình đang có. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận khí của người tuổi Kỷ Mùi đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025 khá lý tưởng, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, tin vui tới tấp. Có quý nhân tam hợp nâng đỡ, quý nhân vận của những chú dê đầu năm mới rất vượng, làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tận tình tìm được bước ngoặt trong tình thế nguy cấp. Nếu nhân lúc này bản mệnh có thể chấp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh, cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Địa chi bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau. Nhờ vậy, tài vận đầu năm rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài, bởi bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Về tình cảm, đầu năm ới đào hoa khoe sắc rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân, tình cảm thăng hoa, bạn có thể gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình, có người còn đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe, về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên bạn vẫn chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Mùi 1979, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi âm lịch về sự nghiệp nhận thấy, cục diện tam hợp xuất hiện hứa hẹn vận trình công danh của người tuổi này rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân vận khá vượng. Những chú dê có thể yên tâm tận hưởng những khoảnh khắc đầu năm làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh đỡ đần, chỉ dẫn đường đi nước bước, dù đương đầu với khó khăn, cũng sớm tìm được lối thoát. Lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của mệnh chủ đang rất rộng mở, bạn làm việc đến nơi đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc nên được đồng nghiệp xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng. Nếu nhân lúc này, bản mệnh có thể chấp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Hơn nữa, mùa xuân là thời điểm dương khí thịnh, khí thế bừng bừng, thích hợp động hơn tĩnh, do đó, bản mệnh có thể cân nhắc triển khai các dự án, kế hoạch mới mang tính dài lâu ngay ở thời gian cát khí lan tràn này, cũng rất thích hợp, tỷ lệ thành công khá cao, trong quá trình thực hiện đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chông gai, sóng gió, song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện bạn, người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt. Càng xông xáo chủ động, không quản ngại khó khăn hay vất vả, thì những chú dê càng dễ gặt hái thành quả ngọt ngào, còn nếu cứ sợ bóng, sợ gió, chấp nhận an phận, không dám bứt phá, thì bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, có một cuộc sống thường thường bậc trung. Xét phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi 1979, năm 2025 âm lịch. Tử vi 12 con giáp 2025 nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi cũng khởi sắc trông thấy. Chính tài trong tháng khá vượng, là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương,
hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một khởi đầu năm mới khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Địa chi Lâm Bán Hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, ký kết, do đó bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau ngay đầu năm này, tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào, tài vận rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài đầu năm mới, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình, như lễ hội, dỗ chạp, cưới xin, càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình. Bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền, vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí hao tổn. Theo phong thủy phi tinh đầu năm mới, có sao Bát Bạch chủ tài lộc cư ngụ ở phương Đông Bắc, tại vị trí này bạn không nên để đồ đạc, rác thải bừa bãi, bẩn thỉu, kẻo tài lộc hao tán. Xét phương diện tình duyên tuổi Kỷ Mùi 1979, năm 2025 âm lịch. Trong năm Ất Tỵ 2025, đời sống hôn nhân của Kỷ Mùi rất vui vẻ, hạnh phúc, mệnh chủ và người bạn đời chung sống viên mãn, cùng thấu hiểu và bao dung cho nhau trong cuộc sống. Năm nay mệnh chủ nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cùng sum vầy, gặp gỡ, trò chuyện động viên cha mẹ và thể hiện sự yêu thương tôn trọng các con. Gia đình luôn là nguồn động lực to lớn và là tài sản quý giá nhất của Kỷ Mùi. Xét phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2025 âm lịch. Ở tuổi trung niên, cô bác anh chị Kỷ Mùi nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình, hạn chế làm việc lao lực, tránh xa bia rượu và các chất kích thích để bảo vệ cơ thể, thăm khám định kỳ để biết rõ tình hình bản thân và có sự điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Mùi nên vận động thường xuyên, chọn bộ môn thể thao phù hợp để theo đuổi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì mệnh chủ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và cuộc sống. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông, thuận lợi thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Kỷ Mùi, hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2025. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng Kỷ Mùi, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2025. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng.
không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Vâng, thưa cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi, chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt để cầu may mắn trong năm mới. Người đến xông nhà được chọn là người hợp tuổi với gia chủ, nếu người đó sống đức độ, hiền lành thì càng mang nhiều phước khí. Gia chủ Kỷ Mùi khi chọn người xông nhà nên chọn các con giáp Dần, Tuất theo tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất hoặc tuổi Mùi theo nhị hợp, Ngọ, Mùi. Ngoài ra, gia chủ mệnh hỏa nên chọn người đến xông nhà có mệnh mộc sẽ rất tốt. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Kỷ Mùi. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Tỵ 1977, tốt, Tân Mão 2011, tốt, Đinh Hợi 2007, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Tân Dậu 1981, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Tân Mão 1951, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Ất Sửu 1925, không tốt, Ất Sửu 1985, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Ất Mùi 1955, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, bạn phải là người làm chủ cảm xúc. Nếu trở thành nô lệ của cảm xúc, bạn không những không làm chủ được vận mệnh của chính mình, mà thậm chí còn bị kẻ khác lợi dụng. Vận may đến từ nụ cười. Người ta thường nói những người hay cười sẽ ít khi gặp xui xẻo trong giao tiếp giữa các cá nhân. Nụ cười có thể mang lại những mối quan hệ gần gũi hơn, trong khi những người bi quan chỉ đơn giản tin rằng những người kém may mắn không thể nở nụ cười. Rõ ràng những người bi quan luôn bi quan trong mọi việc, mặc dù không sai khi dùng quan hệ nhân quả để giải thích cho vận may và nụ cười của một người, nhưng họ bỏ qua thực trạng vòng luẩn quẩn trong cuộc sống. Nếu một người đang khóc vì xui xẻo, vận may của họ sẽ khó có thể khởi sắc hơn vì không ai muốn ở gần năng lượng tiêu cực cả. Một số người nói rằng hạnh phúc là chiếm hữu, bất hạnh là mất mát. Trên thực tế, khi một người không còn quan tâm đến được và mất, đó là lúc họ sống thoải mái nhất. Tức giận có khả năng gây áp lực. Điều tồi tệ nhất trên thế giới là khuôn mặt tức giận. Người ta thường mất lý trí khi tức giận. Có câu nóng này là quỷ. Người nóng giận là người dễ hành động bốc đồng nhất. Những quyết định đưa ra khi đó rất dễ dẫn đến những hậu quả không thể nào khắc phục được. Hối hận quá nhiều đều xuất phát từ sự hối hận. Phần lớn sự hối tiếc trên thế giới này không phải là những gì bạn đã không làm ngay từ đầu, mà là những gì bạn đã làm ngay từ đầu. Thế giới vốn phức tạp, không ai tránh khỏi những điều tồi tệ, nhưng không phải ai cũng biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Lo lắng là một gánh nặng. Khi mọi chuyện không suôn sẻ, theo bản năng, người ta nổi giận. Những người có thể kiềm chế cơn tức giận được gọi là xuất sắc, đó là khả năng im lặng. Bình tĩnh trong trường hợp rắc rối, giải quyết nó một cách dễ dàng. Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy rằng thăng trầm của cuộc sống chỉ có thể tự mình gánh vác. Dù mối quan hệ thân thiết đến đâu, trong một số việc bạn không thể cứu được đối phương và họ không thể làm hộ bạn, trưởng thành là phải học cách để bản thân không bị bầm dập. Không ai có thể sống dưới sự che chở của người khác cả đời. Bình tĩnh không chỉ là sự tự tin, mà còn là biểu hiện của sự tu dưỡng bản thân và trí tuệ.
Trong cuộc sống có rất nhiều điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Trước những điều không như ý, hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và bình tĩnh, tiết chế cảm xúc thật tốt, để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống xấu. Cuộc sống của người có tính khí tốt sẽ ngày càng tốt hơn, còn người tính tình xấu chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bạn phải là người làm chủ cảm xúc. Nếu trở thành nô lệ của cảm xúc, bạn không những không làm chủ được vận mệnh của chính mình, mà thậm chí còn bị kẻ có tâm cơ lợi dụng. Học cách buông bỏ. Phải thừa nhận rằng một số thứ đã định sẵn không thuộc về mình. Lúc này học cách chấp nhận số phận của mình. So sánh một cách mù quáng sẽ chỉ đẩy mình xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Đừng quá ám ảnh chuyện làm người. Hãy buông tay khi nên buông tay. Thay vì lãng phí thời gian và sức lực cho những vướng mắc đau đớn, thì thả chọn cách buông bỏ, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì cũng không cần tốn quá nhiều thời gian cho nó. Thời gian giống như một mũi tên, thứ quý giá nhất của đời người chính là thời gian. Hãy để những chuyện đã qua trôi qua. Dù bạn có phải chịu những ân oán gì lúc đó đều đã trở thành quá khứ. Nếu bạn vẫn cố chấp hận thù và không muốn buông bỏ, thì chỉ có bản thân bạn là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ những ai có nắng trong tim mới có thể sống hạnh phúc. Vận may của con người là một từ trường. Những người may mắn sẽ ngày càng tốt hơn, những người không may mắn sẽ ngày càng tệ hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.